Diệu Huyền xin kính chào quý khán giả. Mở đầu bản tin là video ghi lại cuộc chiến giữa lữ đoàn xung kích thứ 3 Azov với quân xâm lược Nga. Video không cho biết địa điểm cụ thể của cuộc chiến. Tiếp đến là đoạn video ghi lại cuộc giao tranh của lữ đoàn độc lập thứ 15 Ukraine với quân Nga. Đoạn phim được quay lại vào năm 2023, đến nay mới công bố. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine vừa công bố một video tổng hợp những pha đẩy lùi quân Nga của lực lượng vũ trang Ukraine. Tiếp đến là sự kết hợp ăn ý của lữ đoàn cơ giới độc lập thứ 47 và lữ đoàn đổ bộ đường không độc lập thứ 25 Ukraine, phá hủy hai xe thiết giáp của Nga.
Khi hai xe đang tiến lên thì chiếc phía trước bị tấn công bởi một FPV cảm tử. Toàn bộ tổ lái đã bỏ xe tháo chạy. Chiếc phía sau thấy vậy cũng quay đầu bỏ chạy, nhưng khi chạy được một đoạn thì trúng một đòn đánh từ một UAV khác. Tại làng Berdichi, vùng Donetsk, một xe thiết giáp BMP của Nga bị FPV cảm tử của lữ đoàn cơ giới thứ 47 Ukraine phá hủy. Có thể đã có một UAV khác mang đạn cối đến thả vào bên trong lồng xe mới khiến chiếc xe nổ thành từng mảnh như vậy. Video cho thấy UAV của lữ đoàn độc lập thứ 103 Ukraine tấn công phá hủy hai xe thiết giáp của Nga ở hướng Zaporizhia. Tiếp theo là những màn tiêu diệt xe bọc thép và bộ binh Nga, được thực hiện bởi lữ đoàn xung kích đường không số 82 Ukraine. Video cho thấy hai xe chiến đấu bọc thép của Nga bị pháo binh của Ukraine tấn công ở làng Terni, vùng Donetsk. UAV cảm tử của Ukraine bay vào bên trong hầm trú ẩn của lính Nga. Anh lính nhanh chân đạp chiếc UAV ra ngoài, nhưng vụ nổ vẫn khiến anh mất mạng. Video cho thấy UAV cảm tử của Ukraine tiêu diệt toàn bộ tổ lái gồm 4 lính Nga của một xe bọc thép.
Anh này may mắn tránh được đòn thứ nhất nhưng không thoát khỏi đòn thứ hai. Cứ như thế, bốn người lần lượt bị UAV thay phiên nhau tiêu diệt. Đoàn FPV của lữ đoàn xung kích số 3 Azov truy lùng 4 binh sĩ Nga trong một khu nhà ở ngoại ô vùng Luhansk. Sau khi nhóm 4 người đi vào một căn nhà, thì các UAV lần lượt bay đến tấn công. Một người lính may mắn thoát ra được và chạy sang căn nhà bên cạnh, nhưng rồi cũng bị chôn vùi theo căn nhà đó sau đòn đánh từ UAV cảm tử. Một số hệ thống tác chiến điện tử và xe chiến đấu bọc thép của Nga ở khu vực Luhansk bị UAV của Ukraine phá hủy. Video quay lại cuộc săn đêm của lữ đoàn tác chiến số 3 Spartan thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Và đây là một cuộc săn đêm của lữ đoàn 12 Azov.
đây là cảnh bắn hạ một UAV trinh sát của Nga được thực hiện bởi lực lượng phòng không Kiev. Mới đây, Cục An ninh Ukraine SBU đã bắt giữ hai đặc vụ của Nga đang hoạt động tại khu vực Odessa. Được biết, hai người này là công dân của một trong những quốc gia thuộc Nam Caucasus đang sống tại Odessa. Họ được cơ quan tình báo Nga FSB mua chuộc. Nhiệm vụ của họ là trinh sát và gửi thông tin vị trí của quân đội Ukraine ở Odessa về cho quân đội Nga nhằm thực hiện âm mưu tấn công tên lửa vào các nơi này. Xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine làm nhiệm vụ đổ bộ ở làng Berdychi, vùng Donetsk. Kết thúc bản tin là video ngắn quay lại những cảnh của nhân viên cứu trợ nhân đạo Ukraine đi phân phát viện trợ cho người dân ở thành phố Orykiv. Більшість зв'язана тільки з ворожими обстрілами, тобто інших пожеж практично немає. Бувають, але рідко, дуже рідко. Роздача хліба, гуманітарної води ми підвозимо постійно. Дякую велике! Мої кішки, кошки, собаки і тваринки мої, всі дякую вам. Це професія та, що повинна допомагати. Якщо і знайдуться такі, то їм не місто в рятувальній службі. Ви ж знаєте це? У нас все нормально тут, в Оріхові, з цим ділом. Це точно кажу. Хороші хлопці, хороші, молодці. Ношу і фонар заряджаю. А собачка в них нема? Собачка нема нічого. Ні, це для котів. Це для котів. Дякую, дякую. Ви що, самі лучші добрі люди, які є, що допомагають, на пожари їздять. Хай їх Бог зберігає і вас теж.